Rồi, để anh xếp phát sâu sâu thành hình hòm ếch phát bửa ra là ok. Thôi cẩn thận. Anh em mình cứ tôi luyện tầm đã được 30 cây này về đến nhà là kiểu gì chỉ còn 50 cân. Không. Đéo càng làm xong ăn lại càng khỏe, uống bia càng khỏe được. Chết dở. Ăn rồi tầm 80 lần nữa. Đánh đúng còn quyết định thì là sao? Đơn giản thế rồi á. Cứ lấy bao bọc. Bọc bao nhanh. Cái này không. Anh ơi. Mới đào cái nữa đi. Thấy không? Đây. Đánh đúng còn quyết định. Bọc bao. Đưa đây cắt dăm dễ đi đã. Bục rồi, thí bạn. Bục rồi. Bục kìa. Mày đào non quá đi. Được, trồng sống mà. Nó vẫn nhiều dễ lắm. Có mà phải mày đào sâu đi nữa phải không? Cũng hết dễ cọc rồi mà. Không, cái cây này lại không có dễ cọc. Này nó rồng nó ra nhỉ? Nó ra ngay. Làm ít đất màu cho xung quanh nhỉ? Chết ngay. Hả? Ô, có tưởng về cái đấy. Về phải ươm. Cố cho nó sống. Rồi. Dạ vâng, gửi lời chào đến toàn thể các bác đam mê cây cảnh, cây bonsai trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là Xô bên em lại làm một cái video để giới thiệu cho các bác là cái cây rẻ rừng. Đấy, nhà em thì hôm qua là ba chú cháu vừa đi bẫy chim thì thấy một cái cây rẻ rừng khá là to này. Đấy thì em đã hỏi lại của người dân ấy và mua được ở cái cây này trị giá là 500.000 các bác nhé. Đấy, hôm qua thì em đã quay là ba chú cháu đi đào về rồi. Đấy, hôm qua là em dùng những cái cưa để cưa những cái cành to này và cái kéo này để cắt những cái rễ này. Đấy, đào thì rất là nhanh. Cây này thì tưởng là có rễ gốc, rễ cọc nhưng mà cũng không có, nên ba chú cháu đào cũng chỉ trong vòng 20 phút đã xong cây này rồi. Thì tiện đây này em xin giới thiệu cho các bác là nhà em cung cấp những cái cây kéo cắt tỉa cành này, đấy, cắt tỉa cành dăm, cắt tán cộng với những cái cây cưa như này và những cái bộ sản phẩm như mau liền ra cây, đấy, và siêu ra rễ cực mạnh các bác nhé. Đấy, nhà em cung cấp tất cả các dụng cụ nông nghiệp. Đấy, các bác nào dùng cho các bác là chơi cây cảnh, chơi cây bonsai hoặc là làm vườn ấy thì sử dụng những cái sản phẩm này rất là hữu ích. Đấy, thì nói chung là nhà em thì sử dụng thấy rất là ok. Nên nhà em cũng nhập về bán thôi, cũng không sản xuất ra được, nhập về bán thôi. Hàng thì hàng chất lượng, thấy mình sử dụng đôi 3 năm vẫn thấy ok thì mình nhập về bán cho các bác để sử dụng rất là ok. Đây là em sẽ mang cái cây này đi trồng và sử dụng cái mau liền ra cây như này. Em sẽ bôi vào những cái vết cắt. Đấy, những cái vết cắt này. Còn cái siêu ra rễ cực mạnh em sẽ bôi vào rễ. Bây giờ là em thao tác bôi ra rễ trước thì các bác là nếu mà mới chơi ý, lưu ý là đây em sẽ cắt cái này ra. Đấy. Cái gói siêu ra rễ cực mạnh thì nó sẽ đóng thành típ như này các bác nhé, và có cả hộp luôn. Đấy. Nhưng mà cái này là siêu ra rễ cực mạnh luôn thì bây giờ thì anh em sẽ sử dụng cái lọ này em bôi ra rễ. Đấy. Này đây các bác nhá, đóng thành típ như này. Này các bác về các bác chỉ việc bôi trực tiếp thôi. Này, em sẽ bôi trực tiếp lên những cái rễ cây này. Đấy, các bác chỉ cần việc bôi lên trực tiếp lên những cái vết cắt thôi nhá. Kể cả những cái rễ nhỏ như này các bác cũng bôi vào. Đấy, các bác cùng theo dõi em xem cái chất lượng
của cái siêu da rễ cực mạnh này và cái keo liền da cây này xem như nào nha các bác nhé. Nhà em thì cũng đang xây công trình một chút nên nó hơi ồn thì các bác thông cảm thôi em. Cũng tiện mang đi trồng đấy, cũng giới thiệu cho các bác những cái bộ sản phẩm mà nhà em thấy rất là hữu ích. Thì giới thiệu với các bác là nếu mà các bác nào mà có nhu cầu ấy, các bác hãy liên hệ trực tiếp qua hai cái số điện thoại em để dưới tiêu đề các bác nhé. Thì nhà em sẽ cung cấp rồi. Nhà em ship hàng thì toàn quốc, giao hàng đến tận nhà, các bác kiểm tra thấy ok thì các bác nhận hàng, cứ sử dụng. Nếu mà bác nào đã sử dụng nhà em rồi thì thấy công dụng của nó hiệu quả như thế nào rồi. Còn bác nào mà chưa sử dụng ấy, cứ dùng thử một lần xem sao. Tại vì cái này em thấy cũng rất là hiệu quả. Các bác sử dụng thì rất đơn giản thôi, các bác bôi trực tiếp lên như này thôi. Đấy. Rất là ok. Bác bôi như này thì nó sẽ rất là mau liền ra cây. Đấy. Như vậy là ok rồi các bác nhé. Thì bây giờ là em xin kết thúc cái video này để em mang đi em trồng đấy các bác. Em xin chào toàn thể các bác.